Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phương Hằng gặp họa chồng họa, hết Võ Văn Thưởng tấn công, Tô Ân Sô lại đánh bồi. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Khi chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho bắt và khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 24 tháng 3 thì điều đó có nghĩa là phúc bà Hằng đã hết. Đây là họa, họa đang ập đến, mà một khi họa đã đến, nó đến dồn dập hết lớp này đến lớp khác. Việc bắt giữ bà Nguyễn Phương Hằng là việc của cơ quan pháp luật, thường thì những người trong đảng không nên can thiệp vào. Tuy nhiên, vào ngày 31 tháng 3, ông Võ Văn Thưởng đã lên tiếng về vụ án, xem ra số phận của bà Hằng lành ít dữ nhiều. Tại phiên họp cùng với ban nội chính, ông Võ Văn Thưởng đã tuyên bố các vụ bắt giữ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng vì có sự thách thức đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản. Ông Thưởng là nhân vật quyền lực số 2 trong bộ máy của Đảng. Điều mà ông ta nói như là sự chấm hết cho hy vọng gỡ tội của bà Nguyễn Phương Hằng. Ban nội chính Trung ương, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát và chỉ đạo các vụ án có yếu tố chính trị. Nó trực thuộc sự chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư. Điều đáng nói là bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam có quyền lực còn lớn hơn cả chính phủ. Vị trí Thường trực được Ban Bí thư lớn hơn vị trí Phó Thủ tướng Thường trực rất nhiều. Vì thế, lời nói của ông Võ Văn Thưởng rất có trọng lượng và gây nguy hiểm rất lớn đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng, nhân vật quyền lực số 2 trong Ban Bí thư, mặc dù ông là người gốc miền Nam. Trong cuộc họp, ông Võ Văn Thưởng nói như ra lệnh là phải đẩy mạnh điều tra, truy tố và xét xử các vụ việc tác động lớn đến dư luận xã hội liên quan đến nhiều người có sự thách thức đường lối, chủ trương của Đảng. Trong phát biểu, ông Thưởng chỉ đích danh bà Nguyễn Phương Hằng. Như vậy, nhiệm vụ thụ lý vụ án của nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng là của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng sự chỉ đạo lại là từ Ban Bí thư của Đảng Cộng sản, một cơ quan đầy quyền lực. Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt vào hôm 24 tháng 3 và bị ghép dưới tội danh là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều số 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng khi bị bắt. Dư luận trong và ngoài nước cho rằng bà Hằng bị bắt là vì đã đụng chạm tới ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh, và đã chỉ trích đích danh ông này trong một chương trình phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bản thân ông Phan Văn Mãi thì không ra mặt chỉ đạo công khai. Nhưng Võ Văn Thưởng, việc ông Võ Văn Thưởng nhúng tay vào vụ bà Hằng được ví như cú đánh chí mạng của nhân vật số 2 trong Ban Bí thư nhắm vào bà Nguyễn Phương Hằng. Và sau Võ Văn Thưởng thì đến Tô Ân Sô lại đánh bồi. Tưởng rằng chỉ có mình ông Võ Văn Thưởng là đủ, nhưng không, một nhân vật tên tuổi của Bộ Công an Việt Nam cũng lên tiếng tấn công vào bà Nguyễn Phương Hằng. Đó là ông Tô Ân Sô, trung tướng của Bộ Công an Việt Nam. Trong buổi họp báo của chính phủ vào chiều ngày 4 tháng 4, phóng viên đặt câu hỏi ông Tô Ân Sô, người phát ngôn Chánh văn phòng Bộ Công an, nói rằng Bộ Công an cho biết thêm thông tin về một số vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, công ty Việt Á, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao như thế nào. Ông Sô đáp lại, đối với vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng, hơn một năm nay, báo chí, dư luận xã hội, cộng đồng mạng sôi sục bàn tán về vụ việc này. Như vậy là sau khi ông Võ Văn Thưởng mạnh miệng tấn công, ông Tô Ân Sô lại bồi thêm vào nhân vật bà Hằng một đòn mạnh nữa. Điều đáng nói là trách nhiệm thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng Bộ Công an đã xen vào. Vào ngày 24 tháng 3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức và cá nhân theo Bộ luật Hình sự. Và đến nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc và sớm đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Và hiện nay, cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra để tiếp tục làm việc với một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương có liên quan để làm rõ bản chất vụ việc. Cơ quan Công an cũng đề nghị các cá nhân, tổ chức hợp tác với cơ quan điều tra hoặc nếu có thông tin, tài liệu liên quan thì chủ động cung cấp cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để sớm kết thúc vụ việc. Ông Sô đã phát biểu
như vậy. Đây là hình ảnh ông tướng Tô Ân Sô. Hiện nay, vụ án Trịnh Văn Quyết đã được Bộ Công an khởi tố bắt thêm. Vụ án Tân Hoàn Minh cũng được khởi tố bắt thêm. Tuy nhiên, vụ án giữ bà Nguyễn Phương Hằng thì vẫn chưa mở rộng. Mặc dù vậy, chưa không có nghĩa là không. Được biết, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra mở rộng vụ án và rất có thể sẽ bắt bớ thêm nhiều người nữa. Người dân cũng đang chờ đợi nhân vật nào bị gọi tên là câu hỏi được đặt ra. Ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng là nhân vật nổi tiếng. Mạng xã hội cũng đã đặt câu hỏi liệu phía bắt bà Hằng thì bản thân ông Dũng có liên đới chịu trách nhiệm gì hay không. Thực chất, không chỉ có Võ Văn Thưởng và Tô Ân Sô chú ý vào sự sai phạm cá nhân của bà Hằng, mà còn có nhân vật kín tiếng khác, đó là ông Phan Văn Mãi. Nếu ba người này cùng ra tay thì e rằng bà Nguyễn Phương Hằng khó mà thoát. Từ trung ương đến địa phương, từ đảng đến chính phủ đều đang nhắm vào vụ án này. Nếu là tội vu khống hay nhục mạ, hình phạt thì rất nhẹ, nhưng hình phạt cho tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích nhà nước là một tội rất nặng. Mới khởi tố, chính quyền đã trói bà Hằng bằng một sợi dây thật chặt thì có thể nói bà Hằng khó thoát. Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin kế hoạch cho sự lật đổ của Putin. Phương Tây hiện nay cũng đang thay đổi chiến lược sau khi Nga đang xa lầy tại Ukraine với sự chết chóc ngày càng một tăng lên đối với quân đội của nước này. Đây là hình ảnh bản tin quốc tế tại Đức đăng tải về kế hoạch lật đổ ông Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau 42 ngày diễn ra cuộc chiến tranh hủy diệt Ukraine và vụ thảm sát ở Bucha, một điều rõ ràng là lãnh chúa Điện Kremlin Vladimir Putin, 69 tuổi, sẽ chẳng dừng lại ở đây. Và thế giới đang tự hỏi rằng ai hoặc điều gì thực tế thực sự có thể ngăn cản được ông Putin như vậy. Có một điều chắc chắn là quân đội của ông ta ở Ukraine đã bị tổn thất rất nghiêm trọng. Các lệnh trừng phạt kinh tế đang ảnh hưởng nặng nề đến đất nước của ông ta. Tuy nhiên, nhà độc tài Nga không muốn từ bỏ một cách tự nguyện. Gã này thật tàn bạo, Tổng thống Mỹ Biden đã nói như vậy. Ông kêu gọi đưa Putin ra trước tòa án tội ác chiến tranh. Và những gì đang xảy ra ở Bucha thật là nghiêm trọng, ông nói. Chính phủ Đức cũng nói rằng với sự lãnh đạo của Putin ở Nga sẽ không thể quay trở lại quan hệ bình thường với Nga được nữa. Vì trước đó Putin đã nhiều lần nói dối các chính trị gia của Đức và cuối cùng ông ta vẫn đưa 200.000 quân tấn công vào xâm lược Ukraine. Và đó là lý do tại sao phương Tây hiện nay đang thay đổi chiến lược của mình. Đây là hình ảnh chính phủ Đức quyết định viện trợ cả xe bọc thép cho Ukraine. Đây là một đòn giáng mạnh vào quân đội Nga khi Ukraine trở nên mạnh hơn. Nếu các biện pháp trừng phạt trước đây được thiết kế để buộc Điện Kremlin phải từ bỏ Ukraine, thì giờ đây chúng nhằm gây bất ổn và suy yếu nền kinh tế của Nga, như Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức Robert Habeck đã nhấn mạnh như vậy. Các nước châu Âu muốn khiến cho Nga phải quỳ gối bằng một cuộc tẩy chay năng lượng. Tổng thống Pháp Macron, 44 tuổi, là người khởi xướng các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhằm của châu Âu nhắm vào Nga. Và mục tiêu là gây thiệt hại cho nền kinh tế của Nga đến mức giới thượng lưu và dân chúng của Nga sẽ phải nổi dậy chống lại Putin và trong trường hợp tốt nhất là lật đổ ông ta. Ngoài ra, các nhà tài phiệt của Putin sẽ bị kích động chống lại người bảo trợ của họ bằng các biện pháp trừng phạt tài chính rất nghiêm khắc. Đó là rất nhiều du thuyền, rất nhiều tài sản của họ trị giá hàng trăm tỷ đô la đã bị đóng băng tại nước ngoài. Cựu tỷ phú Roma Abramovich, 55 tuổi, được cho là đang phải ngửa tay xin tiền từ các nhà tài phiệt khác của Nga sau khi bị tịch thu hết cả tài sản, bao gồm cả du thuyền tại nước ngoài. Và một sự thay đổi khác đó là chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Đây là hình ảnh Mỹ và các nước thuộc khối NATO viện trợ vũ khí chống tăng cho Ukraine để tấn công và tiêu diệt các xe tăng của Nga, đem đến thiệt hại to lớn cho quân đội của nước này. Quân đội của Putin giờ sẽ bị đánh bại trên thực địa.
Cho đến nay, người ta vẫn nói rằng việc giao vũ khí cho Ukraine sẽ làm cho Putin phải trả giá cao hơn. Thì giờ quân đội của Putin sẽ bị đánh bại trên thực địa. Đổi lại, Mỹ, Anh, Đức hiện cũng đang cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine, thậm chí cả xe tăng. Ralf Fritsch, người cười đứng đầu chủ nghĩa hiện đại tự do, đã nói với truyền thông Đức, mục đích là Putin phải thua trong cuộc chiến này, cũng là để ngăn ông ta tiếp tục các cuộc phiêu lưu quân sự vào thời gian tới.